lên thay mặt cho những người làm chương trình xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, các chị em hội viên chi hội phụ nữ xã Đông Cát một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chúc cho đêm giao lưu văn nghệ câu lạc bộ dân vũ xã Đông Cát thành công tốt đẹp. Để chuẩn bị cho buổi giao lưu văn nghệ buổi tối ngày hôm nay, xin mời các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân đón xem mục đồng diễn do các chị em phụ nữ chi hội xã Đông Cát trình bày.
mời quý vị khán giả chúng ta sẽ vỗ tay theo nhịp nhạc ạ để chúc mừng một đêm thật tuyệt vời này ạ. Và cổ vũ cho các bác văn tù chị
chi hội phụ nữ xã